Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thiết bị Thanh Tâm ha. Thì hôm nay mình vừa mua một vài cái tool mới dùng để lắp ráp tủ điện. Đấy, đây là một cái kìm cắt và tuốt dây luôn. Các bạn thấy không? Thì cái loại này mình mua ở ngoài tiệm có tiệm khoảng 100 ngàn thôi, 97 ngàn ha. Đấy, giới thiệu cho bạn. Các bạn nào thường dùng điện trong gia đình hay gì đó thì hoặc là thi công thì có thể sắm một cái kìm cắt tuốt dây như thế này, dùng cũng rất là tiện. Cái vỏ này bằng nhựa ha, và cái chỗ này có độ nhám nè, tay cầm này. Rất là tiện và chắc tay. Nhựa này cũng hơi nhám ha, được mình để chắc tay. Thì trên đây thì nó có cái gạt chỗ này nè, gạt để khóa lại nè. Đó, gạt để khóa lại. Còn cái vị trí thì mình sẽ giới thiệu sơ qua thôi, có anh em nào biết rồi thôi. Nếu chưa biết thì mình xem qua chơi. Rồi, chỗ này có vị trí để cắt dây nè. Đó, vị trí này cái cắt dây ha. Vị trí này để bấm đầu code 10 tới và 22. À, mà đọc có 10 tới 22. Rồi, ở đây tương tự mình tuốt dây 0.6 đến 1.3. À, dây lõi 0.6 1.3. Ở đây mình có thể bấm được các đầu cót lại. Đây mình có thể bấm lại các đầu cót nữa nè. Cái này có nhiều loại đầu cót. Rồi. Rồi đây mình có thể thử mình cắt dây ha. Cái này mình có thể cắt dây. Rất là bén ha, cắt kêu cục ngay. Rồi thì tuốt dây thì mình có thì cái vị trí để mình tuốt là 0.6 1.3 luôn, thì tùy cái loại dây hay đó mình có thể ước chừng để mình bỏ vô mình bấm ha. Đấy, có nhiều loại dây mình cũng không biết kích thước là bao nhiêu, nếu không quen dùng mình có thể ước chừng mình bỏ đây mình bấm và mình tuốt là thôi, rất là nhẹ nhàng luôn. À, tuốt đầu dây ra nè, rất là nhẹ nhàng luôn ha. Rồi tiếp theo mình sẽ thử dùng cái đầu cái kìm bấm nè, bấm cái đầu cos tròn ha. Rồi đây theo khi mình nói dây ha, có cái đầu cos độ chụp thế này. Rồi bấm vô. Rồi kiểm tra ok ha, độ sâu ổn ha. Rồi thì đây thì mình sẽ dùng cái đầu 22 này để bấm là vừa. Đó. Để vô là 22 bấm nè. Rồi. Giờ bấm thôi. Đó. Khi bấm nặng tay, tay thì nó nhả ra. Đó. Bây giờ rất là cứng chắc rồi đây. Cái loại này rất là tiện dụng luôn và rẻ tiền nữa. Nếu không phải chuyên nghiệp lắm thì các bạn mua có thể mua loại tương tự thế này để dùng. Và mình thấy thì mình dùng qua nhiều cây rồi, thấy không cần phải đầu tư một cây gọi là rơi gớm mất tiền đâu. Những cây này xài cẩn thận thì cũng khá là bền rồi. Thì lâu lắm rồi mình mua lại một cây thế này. Rồi mình dùng. Rồi giới thiệu sơ cho anh em vậy thôi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của kênh Thiết bị Điện Thanh Tâm của mình ha. Rồi kênh của mình thì cửa hàng của mình thì có bán nhiều cái loại thiết bị điện tiện dụng cho gia đình, hay là điện thiết bị điện thông minh, các bạn có thể tham khảo trên trang web là thiết bị điện thanh tâm.com. Còn nữa cảm ơn anh em ha, chúc anh em một ngày mới làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng.